Chị ơi, nhà mình bữa nay có cái nổi chuối xanh này nè chị. Em thích ăn chuối sấy mà giờ nhà mình không có đồ sấy thì mình có thể làm cái món gì mà ăn giống vậy được không chị? Được, giờ mình đem đi chuối xanh ngào đường. Ngào đường hả chị? Là nó giống như chuối sấy luôn hả chị? Mình đem ra mình cắt rồi mình chiên rồi mình ngào lại đường thành như giống như chuối sấy vậy đó. À, chị chỉ em làm nha. Rồi. Đi làm. Giờ mình đi làm ha. Đi lấy thau nước. Rồi chanh, muối, lá dứa mình cắt ra, như đây miếng gừng đắng lá hồi mình sên, đường. Giờ chị làm, giờ mình để vô thau nước Chỉ muối, lần bao nhiêu đây thôi hả chị? như đây à. À. Rồi giờ mình để muối vô trong nước, chanh. Muối với chanh là mình có tác dụng gì chị? Làm cho nó trắng, sạch mủ, nó không có bị đen, thâm. Giờ mình xắt chuối. Chị lấy cái tô. Mình tách cái vỏ này ra vậy cũng được nè. Tách nó dễ hơn bào kìa. Đây mình lọc như lọc củ mì vậy đó. Mà là do cái muỗng chuối nó sẽ ra muỗng, thành ra mình phải để muối với chanh vô để nó không có đen trái chuối hả chị? Cho nó trắng. Ủa chị, cái này là mình phải làm chuối xanh cỡ nào hay là có mềm mềm thì sao chị, có được không chị? Không, vừa xanh vừa già, chuối vừa già chuối thôi chứ ửng là nó bị mềm chuối. Mềm là lúc mình sơn nó sẽ mềm á hả? Mình gọt ra nó cũng mềm mềm nữa, nó không có ngon. Tại vì cái này là một xíu là mình sẽ bào thành lát lát đúng không chị? Đó là một chuối xanh thôi mà già chuối mới ngon à, chứ đừng có xanh non chuối không có ngon. Em thấy tắt như vậy dễ nè. Nó lọc như lọc củ mì vậy đó. Ủa cái này là mình khi mà mình sên xong á thì nó có bị dính chuối, cái miếng mấy cái miếng chuối nó bị dính lại không chị? Không, Chứ mình sên đường mà nó phải dính chứ chị? không, mình để vô rồi sên nó bài rài từng miếng hết Là mình để lâu ăn luôn nó à, vẫn giòn. rời vậy luôn. Mình sên xong rồi cái mình để vô hũ mình ăn mấy ngày nó cũng không có bị mềm nữa. Mình rửa cho nó sạch rồi, bây giờ mình cũng cho vô muỗng muối nữa. Đây, mình cũng cho vô nửa muỗng muối nữa ha. Cho vô nửa trái chanh nữa. Mình chặn cái Là lọc hồi nó nãy lại. rửa rồi, bây giờ mình dọn, Rồi. ủa ngâm rồi, giờ mình vẫn ngâm nữa hả chị? Bây giờ mình bào, mình để vô đang mình bào, mình quậy vô đây đang mình bào. Sao mình đổ vô chung vậy chị? Để vô đây đang mình bào để nó đen, để ở ngoài nó sẽ bị đen. Nó phải nằm trong nước. Bào mạnh tay vô. Cho nó dày chuối đúng không? Chứ mới nó mỏng lắm, nó nát. Đây đây đây, cái trái chuối này em đừng có bào như vậy. Sao Cái vậy? nó có cái hình cong vậy, em đừng có bào như vậy, nó sẽ bị nát miếng chuối. Em để nghiêng cái miếng chuối này, bên này nó cong lên, bên đây nó hủng vô. Để nằm nghiêng vậy là bào về này nè. Nó nguyên miếng chuối. Khó quá. Chứ bào mé bên cong là cái chuối mình nó sẽ bị nát chuối. Xong rồi đúng không? Rồi giờ mình để mình ấy cho nó ráo nước đi đặng rồi sên. Ủa mình để lâu ngoài vậy nó có đen không chị? Không. Này là mình phải chiên dầu nhiều hả chị ha? Chi dầu ít không ngon. Còn cái lá dứa mình chiên chi vậy? Cho nó thơm. Để lá dứa
đừng có quậy đảo vậy nha, để vô thì dầu nó ngập chuối là được rồi. Là mình bỏ chuối vô là dầu ngập chuối là mình để vậy. Chứ đảo nó sẽ bị nát chuối. À, còn cái chuối của mình nó mỏng quá hả? Chừng nào mà mình thấy nó vàng vàng cái chuối thì mình hả quậy nó lên, trộn nó lên. Chiên cái này á em vừa chín tới là em lấy ra chứ đừng có để quá vàng nha. Sao biết chín tới chị? Nó cái miếng chuối mình nó trong hết luôn là nó chín á, cho nó đều miếng chuối đó, nó không còn trắng trắng đục đục á là chuối chưa chín, là chín đều hết rồi. Nó rồi. Phải giòn đúng không? Ừ. Còn cái này em chiên á phải chiên lửa lớn là đừng chiên lửa nhỏ nha. Em mà chiên lửa nhỏ cái chuối nó không có chín đều. Ủa chứ không phải chiên là người ta nói mình phải bắt riu 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 gì hết chị? Không, mình chiên lửa lớn nó ngon hơn. Mình chiên lửa nhỏ. Chiên lửa lớn cái chuối nó chín đều. Nó nóng cái chuối rồi. Chiên xong rồi nè, giờ mình đi xin đường. Có nước không chị? Có. Giờ mình để đường vô đây đi rồi mình để nước. À mình chưa bật lửa đúng không? Chưa. Rồi bao nhiêu đường đây? Đường nhiều ít là tùy giờ mình muốn ăn ngọt hay là thì sao mình vậy? Nhắm cái nhiều chuối với vừa tùy theo vừa cái lượng chuối với lượng đường canh á. Rồi đây cái gừng này nè, chị để cho miếng nước vô trong gừng nè. Chị lấy. Là mình lấy cái nước gừng mình mình à. Chị lấy cái rây chị để vô đây. Rây nè. Như nước này thôi mình có thêm nước lã không chị? Không, như đây. Nó ít nước vậy chị? Ờ, như đây đặng mình thắng nước đường. Để nước nhiều mình thắng lâu lắm. Rồi bật lửa lên. Chiên đường thì mình để lửa như thế nào chị? Lửa vừa. Để lửa nhỏ nhỏ lửa thôi, đừng để lửa lớn lửa. Cái này thì lúc còn đường thì cứ được về để lửa đi, không sao, không để cần. Lửa lớn nó tan đường xuống đúng không? Ừ. Chừng mà nó sánh rồi mình để chuối vô, mình mới để vô lửa thì nó riu riu. Mình để cho nó cái bột tiết đường bông lên vậy mình mới để chuối vô cho nó mới có cái đậu miếng chuối mình nó có cái bông cát đường lên á. Chứ còn nếu mà mình để sớm quá vô nó chỉ ngọt cái bên lớp bên ngoài thôi mà nó không có bông đường lên. Nó không nghĩa có là bông mình đường để lên. Sớm là cái chuối nó chỉ kiểu nó ướt bên, bên ngoài thôi. Ừ. Còn mà nó bông đường là nó có hộp lấm tấm đúng không chị? Đúng rồi, nó trắng trắng cái miếng chuối mình lên đó. Đó là nó mới là không phải là đúng của nó đúng không? À đúng rồi, rồi về chị để đưa chuối vô được rồi nè. Này chắc mình phải chờ nhẹ ta chứ thôi nó chảy hả chị? Không sao em, nó chiên giòn là không sao hết. Em sợ nó giòn quá mình. Cái hồi mình nó ướt á mình chiên nó sợ gãy chứ còn hồi giòn này không sao. Hồi này nó không có gãy nữa mà cái hồi mình ướt còn ướt mình chiên á, còn ướt nó mới sợ gãy miếng chuối được. Còn bây giờ nó không có bị nát nữa đâu. À. Cái mùi gừng nó làm thơm ghê ha. Ừ. Đây có người ta dắt xác vô luôn nè, mà nãy này chị chỉ được nước thôi chứ không có lấy cái xác. Để xác vô luôn cũng được. Nếu vậy chắc mình phải xa nhuyễn để vô ha. Ừ, đâm á, không cần xa nhuyễn, đâm là được rồi, mình đâm cái mình để vô luôn. Là nãy là thay vì bỏ nước gừng vô thôi mình để nguyên cái xác vô luôn cũng được. Được luôn. Đây là cái này là lửa riêu nha, em đừng để lửa lớn nha. Em mà để lửa lớn là nó sẽ bị dễ bị khét. Cái nước đường của mình nó vừa đủ với chuối nè, bây giờ mình trộn lên là nó chỉ có đường, nó không còn cái nước nhiều bên dưới nữa nè. Ừ, thơm ha, giờ nó bốc mùi thơm rồi nè. Chịu khó để lửa riêu riêu, mình trộn hoài vậy nè. À, nó mới bông đường lên được luôn. Cái này là nó chỉ mới ướt cái đường lớp ngoài thôi. Ừ. Mình phải làm một hồi thì nó bông đường lên là mới vừa đúng không chị? Ừ. Chứ mình về tắt lửa là nó mềm á. Mà em thấy đường nó bắt đầu bông lên rồi chị. Ừ. Nó có mấy cái hạt lấm tấm rồi nè. À thấy nó một chút nữa rồi nó mới bông trắng lên luôn. À là phải bông trắng lên luôn mới được ha. Ừ. Này là nó còn
chưa tới chút nữa. Làm xong vậy nó để vô trong cái hũ đó, để ăn mấy ngày nó cũng còn giòn. Để ngoài để tôi làm gì? Để ngoài, để vô hũ mình đậy kín gió lại thôi. Đường nó bông lên rồi nhìn đẹp quá trời luôn. Y như là người ta làm chuối sấy vậy. Đẹp. Có lá dứa nó thơm nữa nè. Không, trải giờ chị sáo nó lên mà nó đâu có bị bể chuối đâu. Ừ. Vậy là mình phải sáo thường xuyên hả chị? Không mấy thì nó khét. Không mấy thì nó khét. Bởi vì đường mà. Ốc khô nè. Mình sáo thường xuyên để cho nó khô miếng chuối lại nó mới bông cát đường lên. Như vậy là mình đã xong cái chảo chuối sấy này nè. Chuối riêu đường nè, đó thấy không? Em thấy nó bông lên nhưng mà nó cũng ít, không có trắng như ngoài tiệm người ta bán hả chị? Không, cái này là do nhà mình á, hồi này nhà mình ăn không có thích ăn ngọt, cho nên nó chị không có để đường nhiều. Nó cũng bông nhưng mà bông nè, nè thấy không, có bông miếng chuối nè. Nhưng mà nếu mà em mà để đường nhiều á là giống như ngoài tiệm thì nhà mình ăn ngán, mình nhà mình không có ăn như vậy. Cho nên nếu mà làm giống ngoài tiệm thì em để thêm đường nữa là nó sẽ bông trắng lên, cái trắng lên nhiều lắm. Còn như vậy bông này bông chừa như nhà mình ăn nè, khẩu vị nhà mình nè. Đó em thấy không, nó giòn rụm luôn phải không? Nó giòn mà nó ngọt, nó vừa tới à, không có ngán. Nó ngọt vừa phải, vừa cái độ ngọt của nó rồi chứ loại mà bông cái miếng mà trắng tươm đươm mà em thấy ở ngoài người ta bông đường luôn á, một lớp trắng tinh ở ngoài bên luôn á. Ngán lắm.